Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách không cho người khác lưu video TikTok của mình. Ví dụ khi tài khoản TikTok của mình là Bảo Khang Vlog 76 nè, khi chưa tắt tính năng, tại vì bây giờ mình sẽ sử dụng một tài khoản TikTok khác. Ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng tài khoản Quảng Ngãi Vlog Winner nè, để vào xem video TikTok của Bảo Khang Vlog 76 và tải video về vào mục khám phá nè. Bảo Khang Vlog 76 nè. Ví dụ ở đây mình sẽ bấm vào xem video này. Tiếp theo mình sẽ tích chọn một biểu tượng chia sẻ mũi tên nè. Và bây giờ mình muốn lưu video về thì mình sẽ tích chọn một biểu tượng tải xuống nè, lưu video. Như vậy là xong. Đây là trường hợp tài khoản TikTok Bảo Khang Vlog 76 chưa test tính năng tải về thì người khác mới lưu video về máy được. Tiếp theo mình muốn test tính năng lưu video không cho người khác lưu video TikTok của mình về máy thì mình làm như sau. Đầu tiên mình vào TikTok của mình nè. Tiếp tục mình sẽ tích chọn một cái mục hồ sơ nè. Tiếp theo mình sẽ tích chọn một biểu tượng ba gạch bên góc phải nè. Chọn đến cái mục là quyền riêng tư nè. Tích chọn. Và hiện tại có một tải về nè, đang mặt như thế này. Tích chọn. Và bây giờ mình sẽ gạt tắt cái tính năng là tải video về máy này. Gạt tắt như thế này là được. Bây giờ mình sẽ sử dụng tài khoản TikTok của Ngãi Vlog Winner vào để kiểm tra lại nè. Vào mục khám phá nè. Tìm tài khoản TikTok Bảo Khang Vlog 76 nè. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào một video bất kỳ nè. Tiếp tục tích chọn vào biểu tượng chia sẻ mũi tên nè. Lúc này cái tính năng lưu video không còn hiển thị nữa. Bây giờ người khác không lưu video TikTok của mình vì máy của họ được. Cách không cho người khác lưu video TikTok của mình rất đơn giản. Video của mình ở đây kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.